tin xấu cho phe Hà Tĩnh. Tô Lâm chuẩn bị lột chức Bộ trưởng của Đặng Quốc Khánh. Vào ngày 2 tháng 7, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bắt tạm giam hàng loạt lãnh đạo của tỉnh này, gồm bà Phùng Thị Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Phạm Văn Khuông, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Phòng Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hà Giang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Hà Giang cho biết cả ba cá nhân trên bị bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2021. Đây là vụ án nằm trong giai đoạn mở rộng của vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang. Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thế Bình, giám đốc, cùng ông Vũ Văn Xỉu, cựu giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang. Cả hai ông này đều bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước, gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định đấu thầu trong việc mua sắm, cấp trang thiết bị cho các trường học vào những năm 2019-2020. Và cả hai có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách của nhà nước, đặc biệt lớn lên đến hàng chục tỷ đồng. Việc Công an tỉnh Hà Giang bất ngờ tái khởi động vụ án tham nhũng với số tiền đặc biệt lớn ở Sở Giáo dục Hà Giang có liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh. Được biết vào tháng 7 năm 2019, Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Đặng Quốc Khánh đến nhận chức bí thư tỉnh ủy Hà Giang thay cho bí thư Triệu Tài Vinh bị kỷ luật. Sau đó, ông Khánh tiếp tục tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy và là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Đặng Quốc Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, từng là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005 cho đến đầu năm 2023, khi ông Trần Hồng Hà thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để nhậm chức Phó Thủ tướng, thì người kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng của ông Hà là ông Đặng Quốc Khánh. Trước đó vào ngày 25 tháng 6, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo giới thạo tin, ông Yên là trợ thủ đắc lực của Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, kiêm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Những điều vừa kể trên có liên quan gì đến những đồn đoán trên mạng xã hội cho rằng phe Nghệ Tĩnh là bệ đỡ và là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng đang là mục tiêu loại bỏ của ông Tô Lâm và Bộ Công an? Theo giới thạo tin, nhóm lợi ích Nghệ Tĩnh được Tổng Trọng hết sức ưu ái trong việc sắp xếp nhân sự. Số lượng ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 phe Nghệ Tĩnh chiếm tỷ lệ rất lớn. Đó là chưa kể các chức vụ bộ trưởng các bộ béo bở màu mỡ như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được chia cho hai phe này. Ngược lại, khi lãnh đạo của phe Nghệ Tĩnh bị vi phạm kỷ luật, kể cả tham nhũng rất lớn, nhưng luôn được Tổng Bí thư bao che và không bị xử lý, đã có những cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú từng nhận tới 2 triệu đô la của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn. Nhưng cho đến lúc này, ông Tú vẫn bình an, vô sự. Với cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phe chiến thắng sẽ giành được chiến quả của phe bại trận và đưa người của mình chém vào để thế chỗ những vị trí quyền lực béo bở của đối thủ. Đối với phe Hà Tĩnh, khả năng cao sắp tới, các nhân vật như Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng và Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ bị lột chức. Thay vào đó là các nhân vật thân cận với Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh của Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin tin xấu cho phe Hà Tĩnh, Tô Lâm chuẩn bị lột chức Bộ trưởng của Đặng Quốc Khánh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Việt Nam sắp làm đường sắt cao tốc Bắc Nam, coi chừng há miệng mắc quai với Trung Quốc. Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc xuyên Việt từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Dự kiến năm 2035 sẽ hoàn thành tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và đến năm 2050 sẽ hoàn thành toàn tuyến Lạng Sơn - Cà Mau.
Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam khóa 12 trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, các đại biểu Quốc hội đã bác bỏ dự án đường sắt cao tốc theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng. Theo tờ báo Vietnam Express Online vào 26 tháng 5 đưa tin, Việt Nam dự kiến làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vào năm 2026 đến 2027. Bản tin cho biết, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài trên 1.500 km dự kiến triển khai vào năm 2026 đến năm 2027. Đây là kết quả làm việc giữa phái đoàn Việt Nam và các công ty nhà nước của Trung Quốc vào chiều ngày 25 tháng 6. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, để triển khai dự án này, Việt Nam muốn hợp tác với Trung Quốc. Đây là một phần của kế hoạch chính phủ Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai, một con đường của ông Tập Cận Bình. Trên trang mạng xã hội của người Việt Nam, nhiều ý kiến lo ngại về việc chính phủ Việt Nam vẫn chọn Trung Quốc là chủ đầu tư cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bất chấp nguy cơ nợ nần chồng chất và thời gian thi công kéo dài. Theo đó, Việt Nam đã có bài học đắt giá trong việc hợp tác với Trung Quốc trong dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Đây là dự án bị dư luận xã hội ở Việt Nam chỉ trích nặng nề vì bị đội vốn từ 553 triệu đô la lên tới hơn 868 triệu đô la và nhiều lần bị trì hoãn trong việc bàn giao, dẫn tới chậm tiến độ. Cụ thể, dự án được phê duyệt vào năm 2008 và dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2015, nhưng phải đến tháng 11 năm 2021 mới chính thức được bàn giao và đi vào hoạt động. Những người quan tâm còn bày tỏ lo lắng rằng vì Việt Nam đã phải vay thêm tới 669 triệu đô la từ Trung Quốc cho dự án này. Mới đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải cho biết bộ này đã chuẩn bị báo cáo chính phủ về dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam, dự kiến trình Quốc hội khóa 15 ngay tại kỳ họp tới đây. Trước đó, truyền thông nhà nước dẫn thông báo của chính phủ cho hay, từ ngày 28 đến 30 tháng 3, một đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đến Trung Quốc để tìm hiểu việc xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao của nước này. Theo truyền thông nhà nước, Việt Nam hiện đang lên kế hoạch xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc với chiều dài 1.545 km và vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đô la, chiếm khoảng 17% GDP theo chính phủ Việt Nam. Công nghệ đường sắt của Trung Quốc là phát triển nhất thế giới, vì vậy Việt Nam muốn học hỏi kinh nghiệm, đặc biệt là công nghệ, khả năng huy động vốn và quản lý của Trung Quốc. Đây là một sự thay đổi lớn so với trước đó. Vào năm 2023, chính phủ Việt Nam cho biết Việt Nam đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản trong việc phát triển hệ thống đường sắt cao tốc. Nguyên nhân của sự thay đổi này có thể là trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã ký một loạt các thỏa thuận bao gồm thỏa thuận về hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt. Trên trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài giải mã bẫy nợ sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo như sau. Các dự án nói trên nằm trong siêu dự án sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc thông qua các đầu tư và cơ sở hạ tầng các nước khác. Trung Quốc đã chi rất lớn cho các dự án hạ tầng ở nước ngoài. Cho đến nay, theo Trung tâm Phát triển Toàn cầu, đã có ít nhất 8 quốc gia đang gặp khó khăn, đặc biệt do vấn đề nợ nần liên quan đến đại dự án vành đai và con đường của Trung Quốc. Theo giới quan sát, các khoản này có thể khiến cho một số quốc gia bị phụ thuộc vào Trung Quốc và chịu sự ảnh hưởng chính trị từ nước này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Thời báo chấm với bản tin Việt Nam sắp làm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, coi chừng, há miệng, mắc quài với Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm